Đây nè, tuần hoàn phổi à, chưa ghi nhận ba Cường đỡ lắm đó. À, phế trường hai bên sơ dôi quá 1/3 trên phế trường B, kết luận dôi quá cung động mạch chủ, sơ dôi quá 1/3 trên phế trường B. Vậy là ba sườn của thầy bị đóng vô đó thầy. Dạ dạ, đóng vô cho nên là cái khớp khớp hoạt động nó bị cứng đó. Rồi đau rồi hả? Rồi nè, là sơ vô quá nè. Dạ, đó là do dôi nó đóng rồi. Đóng vô. Nhà vô dôi quá cùng đồng mà chủ ha. Dạ, chấn thương hạ sườn phải. Dạ, là bị chấn thương thôi, không có gãy. Dạ, chấn thương. À, dạ, chụp hình xong thì chúng ta được bác sĩ mời thầy lại phòng số 2 để khám bệnh nha quý vị. Thầy ngồi vậy có đau không thầy? Thầy ngồi vậy có đau không? Dạ dạ. Dạ, người khám xong mà tới cô Liễu luôn nha. Dạ, dính vô. Ủa, mình là gì của người nghèo hả? Dạ, bác sĩ ơi. Dạ, dạ. Ừ. Dạ, giờ khoan. Dạ. Mày giờ bị sao? Dạ, giờ thì sư phụ đang trong phòng số 2 quý Phật tử ơi. Chúng ta đang đợi thầy ra ha, để xem kết quả như thế nào nha quý vị. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay thì em qua đây ban đêm tình cờ ghé thăm thầy, thì thầy bỗng nhiên bệnh trở nặng quý vị. Thì giờ đây thì em sẽ cùng với thầy đi ra bác sĩ quý vị, đi ra bệnh viện chụp hình để xem sức khỏe như thế nào nha quý vị. Dạ, em mời cô chú anh chị cùng với em chúng ta. Bây giờ thầy khó khăn là ở đây, các bạn. Đây hết. Dạ. Chỉ khó khăn đây. Rồi thầy cái này mình đi bác sĩ quốc hay gì thầy? Hả? Mình đi ông siêu âm á. Vô bệnh viện luôn hả gì thầy? Không, à, vô ông siêu âm. Vậy là bác sĩ quốc siêu âm. Ông quốc. Ở, dạ dạ. Đi. Rồi đi. Nếu cần thêm một đứa nữa chở được. Thôi nếu... con ơi, sao con dịnh sư phụ được rồi? Được không? Dạ được. Rồi đi. Dạ, giờ em với sư phụ đang đi trên xe lại bác sĩ nha quý vị, để khám bệnh cho thầy vào ban đêm. Thì thầy cũng trở bệnh nặng như quý vị, thì để xem kết quả bác sĩ sẽ khẳng định như thế nào trong đêm thầy bất chợt như thế này. Dạ. Dạ, giờ chúng em đã tới chỗ bác sĩ Quốc để kiểm tra sức khỏe cho thầy đó quý vị. Và thầy đang ngồi phía trong vì trong đó là không có cho quay phim chụp hình, cho nên là em không có vô trong được nha quý vị. Em chỉ đứng đây chờ thầy và xem kết quả của thầy cho quý vị được biết nha. Và đây là chúng ta đã đến bác sĩ Quốc chuyên về phòng xét nghiệm y khoa và tất cả các cái chẩn đoán siêu âm, X quang rồi này kia đó quý vị. Thì giờ đây chúng ta đã đến chỗ bác sĩ Quốc và chờ thầy ra nha quý vị. Dạ, giờ thì thầy đang vô trong đó quý vị, để được khám bệnh ở phía trong. Dạ, giờ sư phụ đang đi vô trong phòng nha các bạn. Dạ, giờ chúng ta đi vào bên trong chỗ thầy nè quý vị. Thầy đã vô phòng siêu âm nha. Đây là phòng mà thầy đã vô và thầy đang chụp hình ở trong. Rồi giờ sư phụ ra nè các bạn ơi. Dạ. Khoảng mấy em ngồi ngoài kia ấy, kết quả ngoài kia luôn cái gì anh? À, ra ngoài các bạn ơi. Thì sư phụ đang ngồi đợi chờ kết quả nha các bạn. Dạ.
Dạ, chụp hình xong thì chúng ta được bác sĩ mời thầy lại phòng số 2 để khám bệnh nha quý vị. Thầy ngồi vậy có đau không thầy? Thầy ngồi vậy có đau không? Người nhà đỡ thầy thì vô đây khám cho người nhà. Dạ dạ. Đi được không? Được. Dạ, người khám khám xong rồi tới cô Liễu luôn nha. Dạ, dạ, dính vô. Ủa mình là gì có người nhà không hả? Ba chị ơi. Dạ, dạ. Dạ, dạ, khoan. Dạ, mẹ giờ bị sao? Dạ, giờ thì sư phụ đang trong phòng số 2 quý Phật tử ơi. Chúng ta đang đợi thầy ra ha, để xem kết quả như thế nào nha quý vị. Đây là phòng của thạc sĩ bác sĩ Đỗ Chấn Quốc, chính là người chủ của này luôn, để khám cho thầy ha. Dạ, giờ về tới nhà nha quý vị, thầy đang coi kết quả nha. Đó là tuần hoàn phổi à, chưa ghi nhận bác Cường đỡ lắm đó. À, phế trường hai bên sơ dôi quá 1/3 trên phế trường B, kết luận dôi quá cung động mạch chủ, sơ dôi quá 1/3 trên phế trường B. Vậy là ba sườn của thầy bị đóng vô đó thầy. Dạ dạ, đóng vô cho nên là cái khớp hoạt động nó bị cứng đó. Rồi đau rồi hả? Rồi nè, là sơ vô quá nè. Dạ, đó là do dôi nó đóng vô. Dạ, vô dôi quá cùng đồng mà chủ ha. Dạ, chấn thương hạ sườn phải. Dạ, là bị chấn thương thôi, không có gãy. Dạ, chấn thương à, kiểu là chụp nè. Đó, này là chấn thương ba sườn. Dạ. Đó là cái chấn mình coi cái này. Dạ. Nó chỉ chấn thương thôi, chứ nó không có đánh đổi. Dạ. Ừ. Rồi. Dạ, quý bác sĩ chị cho thầy cũng tốt nha quý vị. Bác sĩ này. Ông không có lấy tiền. Không lấy tiền nha quý vị. Trời ơi, cái ông bác sĩ nào cũng tốt lắm con ơi. Dạ. Hồi cái đợt trước đó con, sư trí của mình. Dạ. Vô cái ổng khám, ổng thấy vừa bệnh nặng. Dạ. 4.8 cm. Đó, cái lúc đầu ổng ra nghe. Ổng nói với sư, ổng nói sư phụ ơi, sư phụ đừng có đi chỗ nào khác hết trơn á. Dạ. Ừ, mấy chỗ khác không có khả năng trị cái này. Bây giờ sư phụ phải lên thẳng Chợ Rẫy. Dạ, ở cái phòng đó, dạ, trời ơi, ổng chỉ sư phụ kỹ lắm con ơi. Dạ. Dịu vô đó mới trị được cái bệnh của sư phụ. Dạ. Đó. Cái về tóc cái tối đó đi liền đó. Mà được á con ơi, ổng không có lấy tiền á, ổng trả tiền lại cho bộ á. Dạ. Đợt này cũng vậy đâu, xuống cam bệnh ổng lấy tiền của sư phụ. Cái ông này tốt. Dạ. Cái người làm ngành y mà có cái tâm mà thiện lương mà nhân đạo vậy đó con. Dạ. Thì tức là cái người này họ có đức độ. Dạ. Họ có đức mới được. Tại sao chúng ta làm ngành y cần cái đức cao lắm, y đức. Dạ. Tại sao lương y tự mẫu mà. Dạ. Tức là bác sĩ phải có cái tấm lòng của người mẹ, nó thương con. Rồi, ông bác sĩ này thầy không biết sao chơi tài chấm ổng, nổi cái lòng từ của ông thôi. Dạ. Nổi cái lúc mà ông khám bệnh ông nói chuyện với bệnh nhân thôi, chúng ta thấy là dễ thương. Dạ. Mô mặt thầy có lời tán thán bác sĩ. Bác sĩ này là ông Đỗ Chấn Quốc ở dốc cầu ông Cánh bác sĩ Quốc hả thầy? Dạ. Ở dốc cầu Cách cầu cầu gì, cầu này kêu cầu gì, cầu Rạch Gắn. Cầu Rạch Răng. Dạ. Bên này cầu Rạch Răng,
ông bác sĩ cái gì chấn quất đó. Đỗ Chấn Quất. Đỗ Chấn Quất hả? Dạ. Ừ, ông bác sĩ này trẻ mà giỏi, tâm tính rất hiền từ. À, trong não của ông bác sĩ là đạo đức tốt lắm. Dạ. Mà cái người làm bác sĩ đó con. Dạ. Cần nhất là cái đạo đức để hành nghề. Dạ. Lương y tự mẫu mà. Dạ. Nói chung ra ông bác sĩ này sư thấy là một vị bác sĩ sư chịu. À, tốt, tâm tình tốt, nói chuyện với bệnh nhân lúc khám bệnh rất nhẹ nhàng hòa nhã, hướng dẫn kỹ lưỡng tận tình. Mời bạn, thầy có lời tán thán bác sĩ. Mời bạn.